Hello, điện tử Tâm Hoa xin được mến chào tất cả quý vị và các anh em. Và tiếp tục xin được giới thiệu trước mặt quý vị và các anh em, đây là một cặp loa bãi Nhật xịn có tên là BMB này. Mã sản phẩm đầy đủ của loa là CS350V. Thì với dòng loa này được thiết kế một bát 20 và 2 tép. Và bên em bao zin, bao xịn, bao chất cho quý vị và các anh em. Với cái loa bát, với hai cái loa bát này bên em đã thay gần mới nha anh em nhé. Vâng, bên em đã thay gần mới với hai cái loa bát. Vâng, bên em báo giá luôn để tiện quý vị và anh em chúng ta lựa chọn cho mình một cặp loa bãi Nhật xịn với cái giá là hợp lý. Vâng, giá 3 triệu đồng cho một cặp loa bãi Nhật xịn có tên là BMB, mã sản phẩm đầy đủ là CS350V. Vâng, giá 3 triệu đồng anh em nhé. Và em đang đánh nó với một chiếc đẩy bãi có tên là DK Điền Kinh, mã sản phẩm là LA600. Chiếc đẩy này được thiết kế 28 sò công suất. Bên em cũng báo giá luôn chiếc đẩy này để tiện quý vị và anh em chúng ta tham khảo, giá 4.600.000 đồng với một chiếc đẩy bãi xịn của DK LA600. Vâng, thì xin mời tất cả quý vị và các anh em chúng ta cùng thẩm âm với một cặp loa bãi Nhật BMB CS350V và giá 3 triệu đồng nhá. Trả lại mối tình cho người, người đã cho tôi